Quýnh Nha xin kính chào tất cả mọi người. Nói về thầy Thích Chân Dài thì ai cũng đều biết rằng là cái ông thầy này, ông có một cái mật thất. Và trong cái mật thất này á, thì chỉ có bốn bà vợ hay là những sư cô, những cái vị Phật tử mà đã từng bị thầy hấp diêm mới được bước vào thưa quý vị. Và khi mà có lệnh của thầy Thích Chân Dài á, thì chỉ có những người đồ đệ được gọi là thân cận thân mật của thầy mới được bén mảng vào thôi. Và tất yếu rằng là trong cái căn phòng này không phải nó chỉ đơn giản là một cái động dục không đâu quý vị, mà nó còn là nơi chứa rất là nhiều cái tài liệu bí mật. Và mới vừa đây thì Quýnh Nhà lại cập nhật được một cái thông tin vô cùng là sốc. Và cái thông tin này á, được một số người đã từng là Phật tử và dưới trướng, dưới cái sự điều khiển của thầy Thích Chân Dài đã lên tiếng và nói ra cái sự thật. Và trong một cái hình ảnh vô cùng là sát nát, họ đã đăng tải để mong muốn rằng là sẽ là một cái bài học cho rất là nhiều bậc phụ huynh hay là những người mà đang bị u mê xí mũi á, thì làm ơn hãy thoát ra khỏi cái vòng vây của thầy Thích Chân Dài, chứ không rằng là ta nói quay đầu không có kịp quý vị. Tại vì những cái sự tiêm nhiễm nước thần nước thánh của thầy Thích Chân Dài làm cho người ta u mê, ta nói rằng là quên luôn cả bản thân của mình là ai luôn. Và trong cái hình ảnh này được chụp tại Cam Ranh quý vị, thì khi mà thầy Thích Chân Dài đã thu nộp được rất là nhiều đệ tử, cũng giống như là lấy luôn được những cái ngôi chùa ở tại nơi đây á, thì thầy sẽ chiêu mộ, quy tụ, dùng mọi cách để mà dụ Phật tử đi theo thầy Thích Chân Dài. Và sau đó thì thầy Thích Chân Dài sẽ cho những người này dùng những cái kinh thánh do thầy Thích Chân Dài tự biên, tự diễn, tự viết ra. Xong sau đó họ sẽ cho đọc những cái lời thề nguyện trung thành và chờ ngày để mà vào một cái hội quân quý vị đó. Cho nên rằng là quý vị Phật tử, những cái người mà đang bị u mê thì nghe thử có giống như những gì mà mình đang gặp hay là không. Nếu như mà mình đang gặp mà giống như tất cả mọi người đang lên tiếng đó quý vị, thì mau mau thoát đi, chứ không rằng là bị tiêm nhiễm một phát là ta nói rằng lú hết, không có biết trời trăng mây gió gì, thì lúc đó ta nói rằng là giống như là một cái con cờ, giống như là một cái con rối để mà thầy tiêu khiển, thầy sai đi đâu là phải đi đó, thầy bắt làm những cái việc xấu xa thì phải làm theo những cái việc xấu xa, không làm là thầy hù, thầy dọa, thầy làm tất cả mọi thứ để mà áp đảo cái tinh thần của những người này. Ví dụ như một người nói, hai người nói thì chắc có lẽ rằng là không ai tin. Nhưng mà có quá là nhiều Phật tử của thầy Thích Chân Dài đã lên tiếng đem vào tố giác thì chắc có lẽ rằng là mọi người cũng sẽ tin đôi phần đó. Có một cái vị Phật tử mới vào đây cũng đã lên tiếng nói rằng là ở Ninh Thuận gần với lại Nha Trang đó quý vị, thì cũng có một cái hội nhóm như thế này. Và một vài vị đầu đà ở Ninh Thuận đã được chuyển vào Nha Trang để mà tiếp quản. Thì sau đó ở Ninh Thuận đó quý vị sẽ ra sức để mà kết nạp những cái vị Phật tử mới. Và sau đó thì những cái vị Phật tử mới này cũng sẽ được di chuyển đến một nơi khác để mà có thể là tiếp quản. Và cái mô hình nhân rộng của thầy Thích Chân Dài, bởi những người con được gọi là trung thành với thầy, để thầy có thể là tiêu khiển, và đến một lúc nào đó thầy vùng dậy một phát thôi quý vị, thì ta nói rằng là cái câu chuyện này nó không những là một cái câu chuyện đơn giản rằng là một cái vị tu hành mà ăn chay niệm Phật không đâu quý vị, mà là một cái câu chuyện nó kinh khủng khiếp. Và quý vị biết không, khá là nhiều vị Phật tử ở rất là nhiều nơi, nói chung là mọi miền đất nước đó quý vị, người ta cũng đã lên tiếng và nói là sau khi mà được dụ dỗ vào trong cái ngôi chùa của thầy Thích Chân Dài rồi đó, là bắt đầu á, thầy Thích Chân Dài sẽ cho những cái người này
luyện võ công nè, rồi đọc những cái kinh thánh gì đó do cái thầy Thích Chân Dài này viết, và những cái người này khẳng định rằng là họ cũng đã từng đọc rất là nhiều kinh Phật. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà đọc những cái kinh Phật do cái thầy Thích Chân Dài này viết đó quý vị, thì nó không hề giống. Và nhiều sư cô, những cái vị Phật tử nữ vào trong chùa của thầy Thích Chân Dài đều bị thầy hấp diêm mà không có bất kỳ một cái sự phản kháng nào. Tại vì cái thế giới này là cái thế giới riêng của thầy Thích Chân Dài rồi. Thầy Thích Chân Dài tự tạo ra rồi tự nắm quyền. Rồi con dân của thầy Thích Chân Dài giống như là binh để mà thầy tiêu khiển vậy đó quý vị. Cho nên nhiều quý vị Phật tử, quý vị sư cô mà bị hấp diêm đó quý vị, giờ nói đâu có được đâu, nói ra là thầy bịt miệng liền, nói ra là thầy tiêu diệt liền, không có cơ hội để được nói đâu quý vị. Cái câu chuyện như thế này đó quý vị, thì chúng ta thấy rõ rằng là tại vì sao theo đạo Phật và luôn hướng về Phật mà thầy Thích Chân Dài lại cho những cái người này uống nước thần nước thánh, làm giống như là hội thánh Đức Chúa Trời vậy đó quý vị. Cái đó được gọi là truyền bá những cái sự sai lệch và làm cho người khác bị suy đồi cái đạo đức. Vậy mà có nhiều người, người ta nguyện hy sinh cả tính mạng vì thầy Thích Chân Dài, thì ắt hẳn rằng là nó không hề đơn giản là những cái người này lú hoặc là u mê đâu quý vị, mà họ bây giờ là giống như là không còn gì là của họ nữa. Và bây giờ con người là giống như là vô hồn vậy đó, không biết gì nữa. Thực tế đó quý vị, nghe đến đây thôi thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là rùng mình. Mình không có nghĩ rằng là một cái con người mà tu hành đó quý vị lại làm ra những cái chuyện tày trời đến như vậy. Và tất yếu rằng là cái thầy Thích Chân Dài này không đơn giản là muốn bành trướng như vậy đâu quý vị, mà phải có một cái thế lực hay là một cái gì đó được gọi là kinh khủng khiếp ở phía đằng sau lắm. Bản thân của thầy Thích Chân Dài này á, không phải rằng là ngồi đó để mà thuyết giảng những cái điều sai lệch cho mọi người nghe không đâu, mà đến một lúc nào đó mọi người sẽ thấy một cái hình ảnh vô cùng là ghê rợn từ chính cái con người này. Và hiện tại bây giờ thì theo như cái thông tin từ phía bên hội nhóm của thầy Thích Chân Dài đó quý vị, nói rằng là đang bị suy kiệt và không có ra sức để mà bảo vệ thầy Thích Chân Dài. Nhưng mà theo như của nhà biết á, thì bây giờ thầy Thích Chân Dài á, thứ nhất á là thầy bị cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm. Và cái câu chuyện mà cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm đó quý vị, nó không phải rằng là một cái câu chuyện mà thầy bị cấm thuyết giảng không đâu, mà thầy đang bị sờ gáy quý vị. Mà một khi mà đã bị sờ gáy á, thì cho dù hội thánh hay là hội chúng gì đó của thầy Thích Chân Dài mà có ra sức bảo vệ thầy mình đi chăng nữa, thì bây giờ họ cũng đang muốn chạy thoát thân rồi quý vị. Tại vì vừa qua mọi người cũng đã nghe cái thông tin đó là thầy Thích Chân Dài trong những cái ngày chạy đôn chạy đáo để mà lo tẩu tán tài sản á, thì thầy cũng đã chuyển khoản, nói chung là sang tên đổi chủ cho những cái vị đệ tử mà được gọi là thân cận nhất của thầy Thích Chân Dài, để nhằm phi tang những cái chứng cứ dẫn chứng đó quý vị. Nhưng mà thực tế có phi tang hay là có đùn đẩy cho người này đùn đẩy cho người kia đi chăng nữa, thì người ta đã điều tra thì đảm bảo rằng là sẽ lòi ra hết. Và tất yếu rằng là đệ tử của thầy Thích Chân Dài thì cứ nghĩ rằng là lỡ như một ngày nào đó mà thầy của mình mà bị hốt đi á, thì những cái tài sản đó sẽ lọt vào tay của họ thôi. Cho nên rằng là bây giờ họ cũng không cần phải ra sức bảo vệ cho thầy Thích Chân Dài nữa. Bởi vì á, bỏ của mà chạy thoát thân mà quý vị, bỏ thầy mà chạy thoát thân thôi. Thầy mà có bị gì thì thầy lãnh chưởng thôi. Và cái mưu đồ của cái thầy Thích Chân Dài này á, nếu như một ngày nào đó mà đến cái mức đường mà bị ủ tờ đó quý vị,
thì thầy thích chân dài này sẽ dùng một cái chiêu thức cuối cùng, đó chính là kết liễu bản thân của thầy thích chân dài. Và quý vị biết sao không? Những cái gì mà thầy thích chân dài này đang ngầm ẩn ý cho con dân của thầy thích chân dài á, thì thực ra đó quý vị là để cho con dân của thầy thích chân dài tin tưởng rằng là thầy của mình vô đối. Nhưng họ đâu biết được rằng là bản thân của mình chính là những người khờ khạo bị thầy của mình bán đứng, và mình đang rơi vào một cái tình thế được gọi là nguy hiểm. Vậy thì quý vị ra sức bảo vệ thầy của mình để vì cái mục đích gì? Có phải rằng là bảo vệ thầy của mình cứ nghĩ rằng là tài sản của thầy mình nếu như thầy có chuyện gì thì mình sẽ hưởng à? Không có đâu quý vị. Ta nói rằng là không dễ đâu. Nếu dễ như vậy thì biết bao nhiêu cái vụ án lớn kia kìa. Những cái người mà ta nói rằng là tiền tỷ không đâu quý vị, nói chung là họ không có gì ngoài tiền cả, mà họ vẫn bị hốt, thì ắt hẳn rằng là thầy của các bạn cũng không có là gì cả. Một khi mà đã bị sờ gáy rồi thì coi như rằng là cuộc đời chấm hết đó. Cho nên rằng là đừng có mong cầu mong chờ vào thầy của mình, đừng có nghĩ rằng là thầy của mình là tất cả, có thầy là có tất cả. Đời này không cần cha cần mẹ, chứ mà chỉ cần mỗi một mình thầy thôi, thì coi như rằng là những cái con người đó bỏ đi quý vị. Thì cha mẹ sinh thành cho đau đớn vậy thôi, chứ những người này không có biết cha mẹ mình là ai và cũng không biết quay đầu là gì đâu ạ. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.